giàu sang, còn anh tay trắng cam phần. Ghét rồi. Cái gì vậy? Trời ơi, người ta đi rồi kêu giật ngược giống nội. Tính rủ đi ra ruộng. Trời ơi, rủ ra ruộng hả? Trời ơi, cái gì vậy? Chuyện lạ có tin nhưng có thiệt. Rồi, 3 năm tới. Đâu vậy, gặp nữa. Lần đầu tiên hai người này rủ nhau ra ruộng sớm. Chà, bữa nay chắc có bão lớn hay là bão to đây đà. Chị có đi công chuyện gì, chị làm ơn chị đi giùm tôi đi. Đừng ở đây móc họng hoài, xui xẻo quá. Đi nè, chốt nghe. Chị đi mạnh giỏi nha. Đi nhớ gặp ai đừng nói gì hết nha chị Năm. Miệng chị Linh lắm á chị Năm. Là móc họng. Cái bà Năm ù là bà vậy đó. Tại ông. Sao tại tôi? Ở nhà mà nếu tôi kiếm ông mà sớm được chút là mình đi mình né được bả rồi. Bữa nay tôi qua sớm là có lý do. Nói là tự nhiên. Nói. Khổ lắm. Đừng khóc. Bạn bè, ông làm ơn giúp đỡ của tôi. Giúp bằng cách nào? Ông chạy qua ông coi ruộng của tôi coi. Bệnh nặng lắm rồi. Trời ơi, coi cái gì? Tôi đi qua tôi thấy rồi. Ruộng tôi cũng bao nhiêu ruộng ông vậy đó, chứ có khác gì đâu mà ông nói chuyện. Sao cái xe vậy, ruộng của mấy người phải không? Trời ơi, tính nó đi mà tôi nghe nó cái vụ ruộng. Ôi trời, tưởng trời nắng lấy dù che, giờ trời mát rồi. Mình che tới nó mình chảnh. Sao? Ruộng hai người y như nhau phải không? Mà tôi dòm á là tôi biết cái đám ruộng này á là do mình phun thuốc á, trừ sâu rầy quá sớm đúng không? Thôi, bỏ qua liền. Chị đừng có bị chị quảng cáo cho cái tiệm thuốc của chị nha. Trời mắc cười không nè. Thấy cái ruộng vậy có nghĩa là mấy ông thấy qua nhiều cái vụ rồi. Năng suất lúa của mình bị giảm là do ảnh hưởng của mũi hành đúng không? Đúng. Đó, rồi cái tâm lý của mọi người là thấy tình trạng như vậy là mình đã lấy cái thuốc mà phun xịt trừ sâu rầy có tính xông hơi từ rất sớm, đúng không? Chính xác. Đó, thấy quá chưa? Trời ơi, mà nói cho mọi người biết nè nghe, mọi người mà dùng cái thuốc trừ sâu mà có tính xông hơi từ quá sớm đó, trời ơi, thì nó sẽ làm là ảnh hưởng đến quần thể thiên địch trên ruộng. Ủa, phải gì không? Chị nói nghe ghê quá vậy? Chứ sao? Trời ơi, mọi người có biết là phun cái thuốc đó vô đó ha, thì là ảnh hưởng môi trường, ô nhiễm môi trường nè, ảnh hưởng đến sức khỏe nè, tăng nguy cơ bùng phát ở sâu rầy giai đoạn sau nữa đó. Giờ mình phải làm sao? Sao không có ngựa? Đó, bởi khi mà đi mua thuốc tôi đã nói rồi mà không chịu tin tôi. Không có công để ý luôn. Hay quá ha. Đó, cách tốt nhất là thuộc về quy trình sản xuất lúa, như là mình phải vệ sinh đồng ruộng nè, diệt sạch cỏ dại nè, cỏ bờ nè, bẫy đèn theo dõi mũi hành để phòng trừ đúng lúc, mà không xả cấy dày, bón phân đầy đủ nha, đừng có bón thừa đạm, cân đối NPK trong giai đoạn đẻ nhánh. Tuyệt đối không dùng thuốc hóa học trừ sâu rầy trong giai đoạn quá sớm nghe. Vậy sao cái lúc mà tụi tôi đi qua tiệm chị mua thuốc chị không nói, chị không dặn kỹ đi, bây giờ chị mới nói. Khi mấy ông qua mua thuốc tôi dặn đi dặn lại, tôi nói nhớ nghe kỹ nghe. Mà mấy người ý mấy người dứt dưng, mấy người coi thường tôi ha. Nhưng mà đâu có ngờ bữa nay tôi nói chuyện như một kỹ sư nông nghiệp đúng không? Tao xạo hoài. Nhưng chị Năm hay quá chị Năm. Hồi nào giờ em tưởng đâu chị Năm chị nói dốc không. Hồi nào chị nói câu nào cũng chính xác, câu nào cũng hay với chị Năm. Thì đó, tôi dòm, tôi bán thuốc, tôi dòm, tôi biết chứ bộ. Còn đúng rồi. Cảm ơn chị Năm nha. Dạ, em đi lẹ lên mau lên. Tánh tôi rộng rãi, thi ân bắt cầu báo. Thực trạng thì nhiều vụ mùa vừa qua năng suất đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch mũi hành. Do đó bà con mình có thói quen là sử dụng các loại thuốc trừ sâu rầy có tính xông hơi từ rất sớm, làm ảnh hưởng đến quần thể thiên địch trên đồng ruộng nè, đồng thời là gây ô nhiễm môi trường, rồi ảnh hưởng đến sức khỏe nữa, và có nguy cơ làm bùng phát dịch sâu rầy ở giai đoạn sau. Để giải quyết vấn đề này thì chúng ta cần phải có biện pháp là quản lý mũi hành một cách hiệu quả, đồng thời tránh sử dụng các loại thuốc hóa học trừ sâu rầy ở giai đoạn đầu bà con nhé. ABC hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Bục ADC trao thưởng thấy mê. Bà con nông dân khi mua một trong ba sản phẩm Diệt mầm 360 AC, tăng tăng đi 550 AC và Super Bowl 60 AC sẽ có cơ hội trúng 9 chiếc SH 150i, 19 xe filter và hàng trăm ngàn phần quà giá trị khác. Chương trình được tiếp tục từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 15 tháng 9 năm 2020. Bục ADC trao thưởng thấy mê. ADC mang đến sự tốt lành. Có đầy đồng tính sao giờ đây anh? Em chớ lo để anh lo cùng. Ruộng nhà có đầy ở đó mà yêu đương. Giờ có ADC chú khỏi lo có mọc.
Diệt mầm 360EC, công thức cải tiến, hiệu quả vượt trội, diệt cỏ tận mầm, không sợ mưa sao phun. Bảo vệ mầm lúa, dứt nỗi lo chết vụn. Nhà nông hội nhóm, nông nghiệp tiến lên vững bờ.